Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được các học sinh vũ công và tay trống chào đón khi bà đến Ghana hôm 26 tháng 3 để bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần tới châu Phi nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Mỹ với châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về tương lai của lục địa này. Ghana là một trong những nền dân chủ ổn định ở châu Phi, nhưng bà Harris đến thăm vào thời điểm có những thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia Tây Phi này. Nền kinh tế nước này vốn nằm trong số tăng trưởng nhanh nhất thế giới trước đại dịch COVID-19 đã phải đối mặt với khủng hoảng nợ và lạm phát tăng vọt. Việc mở rộng ảnh hưởng của Mỹ ở châu Phi nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc vốn đã trở nên ăn sâu trong những năm gần đây thông qua các sáng kiến cơ sở hạ tầng, cho vay tiền và mở rộng mạng lưới viễn thông. Ví dụ, Ghana đã đạt được thỏa thuận trị giá 2 tỷ Mỹ Kim với một công ty Trung Quốc để phát triển đường xá và các dự án khác để đổi lấy quyền khai thác một khoáng sản quan trọng để sản xuất nhôm. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev chỉ trích Mỹ mới là nhà độc tài lớn nhất thế giới và cho rằng Washington đã đánh giá thấp sức mạnh hạt nhân của Moscow, vốn có đồ chơi để tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào. Nga khẳng định nước này đưa quân tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm đối phó với mối đe dọa từ việc Kiev xích lại gần Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu. Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng 3, ông Patrushev chỉ trích các nước NATO là một phe trong cuộc xung đột ở Ukraine. NATO đã biến Ukraine thành một doanh trại lớn, gửi vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine, cung cấp thông tin tình báo cho Kiev. Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói Nga sẽ triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Đây là lần đầu tiên ông Putin tuyên bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở một quốc gia khác. Hãng tin Reuters nhận định đây cũng là tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất của ông Putin trong hơn một năm chiến sự và là lời cảnh báo trực tiếp đến khối NATO. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai bên chân. Đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được và tôi đã mua được cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về tôi sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Chiều ngày 27 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp bên phía Trung Quốc là Triệu Lạc Tế. Tại cuộc hội đàm về các hướng hợp tác lớn trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc quan tâm mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản có thế mạnh của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh đi qua nước thứ ba qua tuyến đường sắt Á-Âu. Thúc đẩy sớm có các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam. Sớm khắc phục vướng mắc tại một số dự án công nghiệp giữa hai nước, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc, tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân hai nước. Tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, duy trì tốt các hoạt động giao lưu truyền thống, cũng như các cơ chế giao lưu trao đổi khác giữa các cấp các ngành. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hai nước hiểu biết đầy đủ về thành tựu của mỗi nước và tình hữu nghị truyền thống của hai đảng, hai nước, tạo nền tảng dân ý vững chắc cho mối quan hệ giữa hai nước. Duy trì hòa bình ổn định, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, theo nhận thức chung và thỏa thuận của các lãnh đạo cấp cao, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chiều 27 tháng 3, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về tranh cãi xưng vua qua tên phim Hào Quang Rực Rỡ, The King. Sau thời gian lắng nghe khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định bỏ chữ The King trong tên phim. Giải thích, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân rằng, Hưng xin khẳng định rằng bản thân mình chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng ông hoàng nhạc Việt hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng rất trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về Hưng, kể cả những góc khuất, những tranh cãi, scandal dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng ông hoàng nhạc Việt với tiếng Anh là The King có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim. Bên cạnh việc bỏ danh xưng The King, Đàm Vĩnh Hưng cũng làm rõ một tranh cãi khác về cuộc họp báo. Nam ca sĩ cho biết chiếc ghế ngồi ngay booth chụp hình tại cuộc họp báo không phải là ngai vàng dành cho vua chúa.
Trên thực tế, đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn và anh muốn nhắc nhở, dù có thành công cũng không bao giờ quên đi quá khứ. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Theo Nikkei Asia, Vingroup đang phải tìm kiếm các đối tác tài chính khác trong khi chờ thông tin cập nhật về việc UBS mua lại Credit Suisse, một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, tham gia bảo lãnh kế hoạch niêm yết của VinFast tại Mỹ. Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ và mới được tập đoàn UBS tiếp quản trong một thỏa thuận lịch sử do chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian nhằm ngăn chặn một nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu, cũng là đối tác thu xếp vốn tài trợ cho việc xây dựng nhà máy của VinFast, đơn vị thành viên sản xuất ô tô của Vingroup ở Mỹ. Việc UBS mua lại Credit Suisse có khả năng sẽ không có tác động tiêu cực đến Vingroup, theo một người đại diện của tập đoàn toàn cầu đầu tư lớn nhất Việt Nam cho Nikkei biết. Tuy nhiên, theo tờ báo chuyên về tài chính của Nhật Bản, Vingroup không nói rõ liệu họ sẽ chuyển sang UBS, hiện là ngân hàng thừa kế của Credit Suisse, để tiếp tục xử lý các vấn đề của VinFast, hay sẽ chuyển sang một ngân hàng khác đã hợp tác với nhà sản xuất ô tô của Việt Nam như là City hay là Nomura. Hôm 27 tháng 3, hãng xe này vừa giao 27 chiếc xe điện VF9 đầu tiên cho khách hàng tại Việt Nam. Đây là chiếc xe điện SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế và có thể chở tối đa 7 người. Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng lưu ý với ngành tòa án của đất nước rằng không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai. Khi ông họp với giới lãnh đạo tòa án tối cao hôm 27 tháng 3, truyền thông Việt Nam đưa tin. Phát biểu của Chủ tịch Thưởng trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh chỉ ít ngày trước, Công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây nhiều tranh cãi khi tuyên bố tạm thời trả tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố. 4 tiếp viên hàng không là những người khai rằng họ không biết hành lý của họ có chứa ma túy. Trong cuộc họp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Thưởng nêu bật nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án Việt Nam là đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nhấn mạnh vào yêu cầu xây dựng chế định tố tụng tư pháp, lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá, bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, pháp quyền, nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chủ tịch Thưởng nêu rõ rằng, mỗi phán quyết, quyết định của tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, vì thế không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai hoặc với yêu cầu cao là không được để xảy ra sai, theo truyền thông Việt Nam cho biết. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoa Cát hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.